Gì con? Thôi không có gì à. Ở đây đi cô ba là một nạt lắm ở đây. Có sao đâu, gán vài bữa nó hết bệnh này. Nè bác sĩ nói với cô ba là vô 5-6 chai này nữa mới có gì à, khỏe rồi. Thôi vô gì đó. Sao em đòi về? Không có đòi về được. Vô còn 4-5 chai nữa mới cho về à. Đúng rồi. Mới khỏe, khỏe là ta cho về luôn đó. Chứ giờ là con không có về được. Ngột ngạt lắm thôi. Thôi quá rồi giờ. Ồ, vậy em nói là ở đây ngột ngạt. Cái sao mở miệng quá gì té cho lại. Nó vậy đó. Uống nước mẹ. Nó vậy á. Bữa hổm á, bác sĩ nói trả về tưởng nó mất rồi. Tới đem vô lại bác sĩ thấy bác sĩ hết hồn. Đem về đây hả chị? Đem về đây lại bữa thứ bảy đó. Cái tới sáng á, rồi nó kêu, nó thấy bác sĩ nó kêu mới lấy. Bác sĩ trời Quy ơi, bác sĩ mừng nó Quy. Thấy cái Quy còn ha. Trời. Hôm đó trả về là tưởng mất tại vì thở không hơi không à. Chị cất cái đó vô túi đi, rồi chị điểm cái này em. Chị điểm cái đó em số tiền của kênh Quý Dân Tộc cũng như quay na cũng như anh em ở đây đó cả nhà. Dạ xin chào quý khán giả, quý mình thường quân đang xem kênh Pagina. Dạ hiện tại thì em đang ở bệnh viện Đa Khoa ở tỉnh Sóc Trăng á cả nhà. Thì hôm nay em cùng với anh em thì có trở lại đây để thăm một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Đó là hoàn cảnh của em Quy, năm nay 24 tuổi, thì không may thì mắc một căn bệnh nấm não rất là nghiêm trọng. Còn ông bà nội thì cũng mắc bệnh tai biến cũng như là nằm liệt giường. Thì sau khi mà chia sẻ thì nhận được rất là nhiều tình thương từ quý nhà hảo tâm, thì cũng đã giúp đỡ cho gia đình có một cái điều kiện lên bệnh viện Chợ Gãy Sài Gòn để điều trị. Thì sau khi mà gia đình đưa em Quy cùng với người ông lên trên bệnh viện Chợ Gãy để khám chữa bệnh, thì kết quả căn bệnh của em Quy thì quá nặng rồi cả nhà. Thì bác sĩ cũng khuyên đưa em về bệnh viện tỉnh điều trị được ngày nào hay ngày đó. Thì hiện giờ thì ông cùng với bé Quy đang nằm trong bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay em đến đây để cập nhật cái tình hình sức khỏe của em Quy để gửi đến quý khán giả, quý mạnh thường quân. Bên cạnh đó thì cũng gửi những cái tấm lòng của quý mạnh thường quân tiếp sức cho gia đình, để cho em Quy cùng với người ông là có thêm cái chi phí để tiếp tục điều trị bệnh của mình đó cả nhà. Dạ thì bây giờ em mời cả nhà cùng em đi vào phía bên trong ha. Nói nó cứ tê hoài. Tê, vợ lên rồi. Vợ lên được không? Vợ lên thì lên được. Nó tê, nó cứ tê tới. Nhưng ngồi chưa được. Ngồi phải ở đằng sau, nó co đó, lâu lâu, ngày co 2-3 lần gì đó. Nếu là mình dây là mình vợ giò hay vợ tay, co. Tắm trên ổng mà chưa có làm nổi. Mệt quá. Chị qua đi bệnh viện luôn hả? Đi chích ra hả? Ngoài này chích nè. Trời ơi. Sáng mới đi chích mũi nữa cho khỏe. Hôm nay có mùa sưng rồi đó. Hay có mùa sưng hả? Tươi rồi. Chút xíu là nhập viện luôn. Quy sao rồi chị? Quy hả? Quy bản mà nó ói nó ỉa. Đêm nay ói hả? Ói ỉa, cái gì cũng được. Dạ. Nãy mới lén đi chụp hình đó. Ai? Chỗ đó nó đẩy khoa nhiễm nhưng bị sốt bị này kia tùm lum ở trong đó chứ. Sốt cái gì đó. Bé Quy giờ đang nằm trong khoa nhiễm. Hôm bữa anh thấy nó rung lên như nó sốt rồi. Cái cu xe. Dạ. Cái cung đó. Dạ. Sáng vô đó đó, cái nó nói gì nè, mẹ làm cái áo anh yêu con tặng á, con đính mẹ đó. Vậy? Cái áo ông Vinh tặng á. Cái gì sao? Áo anh yêu. Nghe cái không được á. Nghe cái ông gốc bị thôi. Nó nói mãi lúc đi chụp hình mà nó nói vậy á. Dạ. Nó cười chứ. Cái áo được mặc cái ngang lên vậy nè. Ngày ngày ở nhà dơ tay dơ chân không được. Lại đây có uống thuốc thì dơ tay thì dơ chân được mà đều. Là thân tê thì nó vẫn còn tê. Còn bên kia tê à? Tê hết trơn cả thân mình luôn. Mà dở được. Dở được mà. Dở được, bây giờ về đi uống thuốc dở được. Thấy đỡ. Nó từ từ cái này. Thuốc nó chạy, cổ nó đang chạy, từ từ nó mới ok, nó ổn lại. Sáng dọn ăn uống gì chưa ông? Mới ăn xong đó, dọn à, mới ăn xong. Tính nè, tính sắp xếp đồ đi tắm nè. Tắm là dẫn không ăn gì? Chị hôm nay sao rồi? Lau chùi. Khỏe không? Mua cái chế tông. Sáng giờ ăn gì chưa?
sáng ăn mất rồi. Ờ, sáng ăn mới được nha. Sáng đi chích hết mũi ngoài đó. Được hai mũi là khỏe rồi. Tí nó nhỏ. Dạ dạ. Để đem em. Người ta đi tắm cho. Hai người mới được, riêng mới được. Bây giờ đi ra ngoài nói chuyện chút với chị ha. Ông nằm nghỉ nghe ông nha. Đi ngoài nói chuyện với chị Oanh chút xíu. Dạ. Gắng nha, gắng hết bệnh nhau. Dạ dạ. Không cho nhỉ. Dạ. Đi. Đi ra ngoài gặp chị Oanh để nói chuyện chút xíu. Thì rồi chút xíu nữa thì cũng qua thăm thế Quy chút xíu cơ nhỉ, để coi bệnh được không. Ủa đi đường đó đâu có được đâu. Không, ra đây đứng chỗ này nói chuyện chút xíu chị. Ở bên kia thì hiện tại bé Quy đang nằm trong cái khoa lây nhiễm hả anh? Ờ, khoa lây nhiễm á. Nên là khoa lây nhiễm mình vô được không? Có thể là vô ít được hỏi hồn. Vô ít người thôi. Ngoài mình hôm nay thì đến đây anh em đến đây cũng như là coi cái tình hình sức khỏe của ông nội với lại bé Quy như thế nào để gửi đến quý khán giả. Bên cạnh đó thì quý Mạnh Thường Quân cũng tiếp sức cho mình là gửi những cái tình thương để cho chị có thêm cái chi phí để lo cho ông với lại bé Quy á chị ơi. Dạ. Thì bây giờ qua kênh Pagina thì em cũng xin phép ha, đọc danh sách của quý Mạnh Thường Quân gửi tiền cho gia đình mình ha. Thì đầu tiên thì có cô Quyền là gửi cho gia đình mình là 1 triệu đồng. Chị Lệ Tina ở Úc là 3 triệu đồng. Chị Ba, bạn của chị Lệ Tina Úc là 1.531.000. Chị gái ở Đồng Tháp là 200.000. Cô Nhan là 400.000. Một người cô ở bên Mỹ là gửi một cái số tiền của Đức Tâm Đức Thiện là 2.330.000. Chị Trúc Linh ở Singapore là gửi tặng cho gia đình mình là 3 triệu đồng. Một Mạnh Thường Quân ủng hộ gia đình em trai mắc bệnh lạ là 500.000. Thì tổng cái số tiền mà hôm nay qua kênh Pagina cùng anh em đến đây trao là 11.961.000. Em làm tròn là 12 triệu luôn nha chị nhé. Dạ. Yeah. Cả nhà thì bây giờ em cũng xin phép quý mình Thường Quân gửi cái số tiền này đến cho chị Oanh, cô của bé Quy. Là chị. Đó. Chị có điểm không? Điểm được không? Điểm nhanh đi. Điểm đi chị, điểm đi chị. Điểm rồi rồi chơi cho chắc đi. Để thiếu. Bốn tờ là 12 triệu. 12 triệu đúng không? Em làm tròn thêm mấy chục ngàn nữa cho chẳng là 12 triệu luôn đó. Dạ. Thì tiếp theo thì qua kênh Quý Sách Học thì cũng có một số tiền từ quý nhà hảo tâm á. Em cũng triển khai luôn đi ha. Trước khi mình đi thăm em Quy. Dạ. Thì qua kênh Quý Sách Học thì cũng nhận được số tiền của Mạnh Thường Quân á. Bây giờ em cũng xin phép quý Mạnh Thường Quân đọc cái danh sách để mà giúp đỡ cho gia đình mình đi chữa bệnh á. Thì người đầu tiên là cô Hằng Xuân Lộc ở Đồng Nai là gửi cho gia đình mình là 800.000. Người tiếp theo là cô Bảy ở quận 5 là gửi cho gia đình mình là 1 triệu đồng. Tiếp theo nữa là chị Thanh Thùy ở thành phố Hồ Chí Minh là gửi cho gia đình mình là 1 triệu đồng. Chị Tú Trinh ở Gạch Giá Kiên Giang là gửi cho gia đình mình là 200.000. Người tiếp theo là xin dấu tên gửi cho gia đình mình là 300.000. Còn chị Kim Cao ở bên Mỹ gửi cho gia đình mình là 10.013.000. Thì ngày hôm nay là tổng cái số tiền mà bên kênh Quý Sa Tộc nhận được là 13.320.000. Thì bây giờ em cũng xin phép là quý Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình. Chị nghe đi, chị có nghe rồi. Để đi mà ở trong bệnh viện này thì cũng trao cái số tiền này để mà chữa trị cho em Quy á cả nhà. Bây giờ em xin phép gửi cho chị nha. Chị cất cái đó vô túi đi, rồi chị điếm cái này giùm em. Chị điếm cái đó giùm em. Hơi số tiền của kênh Quý Sa Tộc cũng như là Barina cũng như là anh em ở đây á cả nhà cũng đến chia sẻ. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. 20 là 10 rồi đó chị. Chị quay qua chị đếm 21 2 4 6 8 21 rồi đếm này nữa. 22 23 24 25
25 tờ hả? 12 triệu rưỡi. Với cái kia 800 mấy nữa. Là 13 triệu. 13 triệu 300 mấy. 13 triệu 320 ngàn. Rồi, vậy đúng rồi đó chị. 13 triệu 320 ngàn. Đó thì chị cũng... Chị có cái lời nào cũng gửi đến Quý Mạnh Thường Quân không? Hôm nay gia đình xin cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân và anh em. Trong nước và ngoài nước, cô bác đã thương tình giúp đỡ gia đình. Dạ. Thì chị cũng cố gắng ha. Thấy mấy bữa thì chị khi mà đưa lên trên Chợ Gãy về đây chị cũng rất là yếu coi nha, nhưng hôm nay thì chị cũng hơi khỏe là chút xíu rồi để tiếp tục để lo cho ông với lại bé Huy. Bây giờ mình đi qua bên kia được không? Nó à được ha. Nó qua video thì cho em cũng như là quý gia tộc gửi một cái lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý khán giả như là Quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình trong cái lúc khó khăn này á, để tiếp sức để cho bé Huy cùng với ông là tiếp tục điều trị cái bệnh của mình á. Giờ mình đi ha. Dạ. Giờ mình đi chị ơi. Đó cả nhà. Thì ngày hôm nay đi cho thì cũng trong bệnh viện cũng bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Thì là mấy anh em cũng Rồi. Đó cả nhà. Bây giờ tiếp tục để qua thăm bé Huy cả nhà. Tại vì trong bệnh viện thực chất thì không có cho quay á, nên tụi em cũng ra thang bộ để gửi cái số tiền này đến cho gia đình để cho gia đình tiếp sức để lo cho ông với cháu. Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân rất nhiều. Giờ em mời cả nhà cùng em đi qua thăm bé Huy ha cả nhà. Em dạ khỏe anh. Nhớ anh không? Nhớ. Nhớ hả? Hồi đang vô nước biển hả? Dạ. Sáng giờ có ăn uống gì được không? Dạ, em ăn cháo. Ăn cháo ha. Dạ. Vậy là bé ăn cháo được rồi chị Quân. Ăn vậy đó mà nó ói trơn à. Ăn ẩu ra hả? Ăn cháo được rồi mừng rồi. Dạ. Ói ra hết luôn hay là sao? Hay là nhỡ nhỡ không? Ói ỉa ha. Không có trường rồi bấy gì. Ông mà như trường không? Thì để chân xuống ăn. Để chân xuống. Sao uống nước không rồi? Nước không. Nước không đó. Uống nước thì ói không. Ói không như ói không. Dạ. Uống là ói ăn. Qua nó mệt nhiều. Mệt nhiều hơn mọi bữa, nhưng bác sĩ nói là lên. Bác sĩ nói chừng nào ấy đi, chừng nào mới cho đem gì. Đó. Kể vô nước biển vài bữa là khỏe ha. Dạ. Đừng có lo gì nha. Đừng có lo gì nha. Thở lên. Thở mệt hả? Thở mệt hả Giang? Đây có mấy giường không chị ha? Sao em thấy vô đây rồi mình khỏe hơn ở nhà không em? Chắc khỏe. Được vô nước biển mà em khỏe, vô đạm này kia. Vô mấy này em khỏe hơn. Ở nhà thì không có khỏe. Chín online chơi nó ngon. Hình như là em nói em nói chuyện rồi. Dạ. Cái giọng của em nó khỏe hơn ở nhà. Dạ. Nó rõ hơn. Bây giờ mắt em nhìn thấy anh không? Thấy. Thấy nha. Dạ. Kén đi rồi hết bệnh. Dạ. Đừng có lo nhiều. Tụi anh đến để thăm nè. Để thăm cũng như là mọi người cũng đang trông chờ tin tức sức khỏe của em á. Dạ. Đến đây thăm coi em sao. Đừng có lo gì hết nha. Dạ. Mạnh Thường Quân cũng thương lắm. Cô chú cũng gửi tiền để lo cho em á. Em đừng có suy nghĩ gì hết nha. Bữa nay mấy anh vô đây á. Thăm em với lại ông Lỗ. Dạ. Thì cũng gửi một số tiền của Mạnh Thường Quân đã gửi đến cho em trị bệnh đó. Dạ. Em phải cố gắng lên. Dạ. Tinh thần mình lạc quan, cô chú đồ đều thương em hết á. Dạ. Hôm nay thấy em cũng đỡ hơn nha, mặt cũng hồng hào hơn rồi nè. Dạ. Khi mình đang vô. Một bên chị một bên, chị quanh một bên. Chạy tới chạy lui dùng nhau vậy. Chạy tới rồi lo bóp dọc tại xin dò cẳng ở trên cũng gắng. Dạ. Bán chăm nó cho nó khỏe. Còn riêng mẹ con không đi đâu thoát hết trơn. Sao mà bỏ được? Đúng rồi. Con khỏe mạnh. Ở đây là mẹ của Huy. Mẹ của Huy. Hôm lên đó bà thấy đó rồi ở có mình bà lại có trăm phụ. Cái bịch này đầy luôn rồi. Đầy rồi đó. Thì đăng lên là chị thấy bé Huy từ đầu chị về phụ chị để lo ha. Không có gia đình có con thì cứ lát hết rồi. Nhưng mà mấy cả trăm thế
thấy có mình ơn trăm vậy đó. Dạ. Phụ nó chạy qua quá phụ. Bà cũng hỏi sao. Quên chưa canh trứng. Đúng rồi. Thầy dám bỏ nó hỏi cô ba không? Hỏi cô ba hả? Hỏi nào, mẹ cô ba. Hỏi kìa mẹ. Nó thấy da mặt nó hồng hào vậy đó, nhưng mà nó hơi mệt hơn. Dạ. Nó thở hơi lên nhiều hơn. Ừ. Ở nhà thì ai cũng thương hết đó, ai cũng thương Quy hết á. Với hồng hết, người cố gắng lên. Nói vậy em nghe mấy cái cuộc gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của em Quy nè, với lại cô chú rồi người ta chỉ hướng dẫn mình những cái bài thuốc nhân gian đó. Và hiện tại thì em đang ở trong bệnh viện, không có ấy được. Ví dụ như mình về nhà mình có điều kiện uống thuốc, sắc tiếp thuốc thêm cho em nó uống đó. Uống thêm thuốc. Có nhiều loại thuốc cô chú chỉ hay lắm, thì về đi mình uống thêm. Không phải nói cho nghe điện thoại mà tối ngày đi. Bữa cũng có quan tâm gia đình có mấy nữa. Chị cũng quan tâm á, cũng chỉ bài thuốc, cũng đi tìm đó, tìm thuốc, tìm gì cũng mấy đó, tìm thuốc cho bé cũng uống. Dạ. Thấy cũng vậy đó. Để cho bé khỏe đi, rồi về nhà đi rồi mình uống thuốc. Dạ, em nhờ. Sao? Chỉ tiện đồ có em có biết con Quyên hay là nó tự ra? Dạ, mà mình cũng biết ha. Dạ. Biết. Bây giờ là giờ đau rồi. Nó nhức, nó đau, nó la không à. Về ngủ rồi. Hả? Về ngủ. Thật sự thì vô đây chia sẻ, nói chung là trong cái khoa này thì cũng không có bác sĩ không có cho. Đây là đây rất là đặc biệt luôn. Không cho vô lâu á. Không phải nói chứ mà vô trao tiền để ý hỗ trợ cho em với ông lão chữa bệnh đó. Sợ vô đây sợ bảo vệ. Sợ ta la nữa. Chủ yếu xuống. Mà trong cái thời gian này á là dạ, đúng rồi. Bên gia đình rất là cần những số tiền để mà hỗ trợ cho em tiếp tục để mà chữa bệnh với lại thêm thuốc rồi đó. Mình đề yêu cầu bác sĩ chích thêm thuốc vô nó quyển thêm này kia. Lúc này thì quý mạnh quân kịp thời á gửi tiền về để cho em. Thật sự chứ mà Quy mấy tháng rồi cũng không ăn uống nước đâu, mà do giờ cái này là em nó cũng hồng hào rồi. Nước biển là có những cái chất đạm rồi đó, những cái chất vô em nó sẽ rồi. Chị cũng ráng nói bác sĩ, cố gắng ngày bác sĩ cũng thương. Bữa hổm bác sĩ nói trả về tưởng nó mất rồi à. Tới đem vô lại bác sĩ thấy bác sĩ hết hồn. Đem về đây hả chị? Đem về đây lại bữa thứ bảy đó. Cái tới sáng rồi nó kêu, nó thấy bác sĩ nó kêu mới ấy đó. Bác sĩ trời Quy ơi, bác sĩ mừng nó Quy. Thấy cái Quy còn ha. Trời. Hôm đó trả về là tưởng mất tại vì thở hơi không à. Vậy là bác sĩ ở đây nhìn thấy Quy là cũng nhớ. Cũng mừng, cũng nhớ, cũng nói chuyện ân cần lắm. Dạ. Vậy là từ bệnh viện Chợ Rẫy là tiếp hơi không luôn. Bệnh viện Chợ Rẫy không có tiếp hơi okay, mà đặt trước, trước vô đây mà bác sĩ trả về á. Dạ. Rồi tiếp hơi nói là đem đi là đứt rồi đó. Rồi cái bữa thứ bảy chở từ Chợ Rẫy về bác sĩ thấy bác sĩ mừng. Bệnh này thật sự mình sốc quá. Trẻ quá, mới 24 tuổi hả? Con bệnh cứ hành đau đớn miết. Nó thở gì nhiều đó. Bây giờ được tiền này giờ cho nó nằm đi, giờ điều trị thêm rồi. Đi chứ không có cho về tội nghiệp nó. Dạ. Tới đâu thì tới đó. Về coi. Thôi không có về. Ở đây đi cô ba là. Ở đây. Có sao đâu, gán vài bữa nó hết bệnh này. Nè bác sĩ nói với cô ba là vô 5-6 chai này nữa mới cho về khỏe rồi. Vui. Sao em đòi về? Không có đòi về được. Vô còn 4-5 chai nữa mới cho về. Đúng rồi. Mới khỏe là ta cho về luôn đó. Chứ giờ là con không có về được. Nó nhờ mấy cái này nó ít la ít mệt đó. Sao vậy Quy? Sao về em? Nó ngột ngạt lắm rồi. Thôi quá rồi. Để em nói ở đây ngột ngạt. Nói sao mà sao mở miệng quá gì tái cho lại. Nó vậy đó. Uống nước mẹ. Nó vậy á. Uống nước. Uống mở miệng xanh trơn rồi. Nó vậy đó. Nó vào gì mà khác. Đồ về nhà. Thì hay đồ về nhà. Cái mẹ nó cứ điện qua cô ba, cô kiếm rồi qua đây năn nỉ nó, vừa dụ nó rồi đó. Trời ơi.
em không chịu ở trong này ngột ngạt quá. Tao uống buồn anh buồn rồi phải ngã. Sao mà có lúc mà môi đỏ, có lúc mà môi cá nhọt luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Bác sĩ chỉ nói mà nó bình thường à. Mà nó bình thường hả chị? Khi á nó nói là chứ không có mê mất trí. Dạ. Mê mất trí là không có mất trí. Bác sĩ chẳng cũng nói vậy. Nó biết tới mất mua á, hết là mua đó cho nó. Bây giờ ông sẽ kêu về uống gì ăn gì. Uống nước nữa hả? Chờ nó uống dữ lắm, mua này cho nó mát. Dạ. Rồi về. Hôm cũng qua lại hoài vậy đó. Sợ nó nhớ gặp là nó cười à. Sáng tôi qua vô thấy là nó cười à, nó mừng lắm. Đi qua lại hoài ha. Sợ đó. Thì thấy em ấy có vẻ mà ấy chứ thật sự rất bệnh này rất là nặng rồi. Rút có nó mệt. Thôi đừng có khóc, cô ba nói nè, không có khóc. Thôi em đừng khóc. Còn 3-4 chai nữa là khỏe, bác sĩ nó khỏe cho người. Bữa nay mặt đẹp rồi, hồng hào rồi đó. Nay mà đẹp rồi nè. Mặt nó đẹp rồi đó. Nghe gán nghe Quy nha. Gán lên rồi đang về. Gán lên cho khỏe rồi về nha. Cố gắng lên. Gán lên. Đừng có phụ lòng mọi người với Mạnh Tường Quân với nhà Hảo Tâm với mấy anh lại thăm con nghe không? Con gán lên. Đừng có khóc mệt lắm. Chứ nằm ở đây đang giành giật với cái sống và người chết. Cái bệnh tí nữa. Gán niệm Phật nha Quy. Gán niệm Phật. Con nhắm mắt lại con niệm Phật đi. Để cho mình trời Phật phù hộ mình hết bệnh ha. Con gán niệm Phật nghe. Con ngủ con cũng phải niệm nữa. Niệm nào ngủ thôi. Gán niệm Phật nhiều luôn. Mấy giờ mình đi ra đi chứ để mình đứng đây em xúc động. Nó mệt đó. Mà chị đây ha chị ha, em đi em chịu anh ngoài ha. Em đi nha. Em nằm nghỉ đi. Nằm nghỉ nghe không? Không có la nghe không? Có gì kêu mẹ điện. Con chào mấy cô nha. Chào chú. Cố lên, cố lên. Đem canh nước uống, rồi đổ nước đá, sáng đêm nó ngủ nghe. Hôm nay nó hành dữ lắm, nó hành nhiều hơn mỗi lần. Không đi ra ngoài chị. Đây cũng rất là nhiều cô chú, bệnh ở đây nó thương lắm thôi nha. Bởi vì bệnh cái là mệt lắm. Cho em bé này vô đây đó. Nó hút không à. Sao anh Vinh? Anh Vinh cũng mới vào thăm, rồi sao thấy bé sao anh Vinh? Mới vừa vô kêu nó rồi nó khóc. Rồi. Nó khóc mà nó mệt á. Dạ. Sợ quá trời luôn á. Rồi kêu nó hứa giờ gắng cố gắng mạnh khỏe đi, rồi anh Vinh dắt đi chùa, rồi dắt đi quay YouTube với mấy anh em mình. So dịu cái mệt của nó. Chứ giờ thật sự vô chịu không nổi luôn. Thấy chị không nổi hả? Xúc động chị không được luôn. Chắc ghét quá. Trời trời. Trời anh Vinh nói chuyện mà anh Vinh rớt nước mắt cả nhà. Nước mắt giọt nước mắt cứng ở đây hết trơn. Rồi xuống. Quá cả nhà. Thì bây giờ gia đình mình sắp xếp thôi, thấy mà tình hình ông ấy thì cho bé về. Giờ thêm 2-3 bữa nữa gian gán thì đó. Thì gia đình sắp xếp thôi chứ tụi em thì cô tụi em thì cũng không biết được. Bé cúng đó không à. Cái Quy là đòi về. Không nổi luôn á. Nó đòi về không à. Nếu mà đòi về thì có thể coi tình hình sao. Chứ bây giờ nếu mà hết tuần này cảm thấy nó vậy nó hết thì nó lại gắng chữa trị cho nó mới được. Bây giờ còn không ổn là cho về nha chị nha, đừng có để. Bây giờ bé Quy ở trong nồi thì nó cuộc đứt nghe luôn á. Mà nó cứ điện mẹ nó kêu là cô qua kéo không à. Nó cũng ngày 2-3 chập đi qua đây nè, 8 giờ tối còn quay lại đây. Chứ giờ biết sao giờ. Dạ. Thì giờ mình giật được mạng sống của nó ngày nào hay ngày đâu. Thấy được. Dạ, đúng rồi, thấy vậy thì còn nước còn tát cứ để xin bác sĩ ở đây. Khi nào bác sĩ cảm thấy hết nổi. Bác sĩ đưa để đi, giờ thấy tội nghiệp quá. Bây giờ hiện tại là đem về đường vậy đâu. Bác sĩ đang truyền nước cho chị. Đang truyền nước chứ cố gắng giật mạng sống lại cho nó. Nói đó giờ như là hoàn cảnh nó vậy, giờ cũng như dáng cố gắng đó. Dạ. Bác sĩ có thể, cái thành nó không có buồn. Dạ. Sáng bác sĩ chuyển ra đây có điện rồi. Ồ.
có điện bác sĩ rồi ha. Ông có thể để 2 giờ chiều nay nè, có kết quả xong rồi đầu làm mấy tiếp tục. Thì sáng anh cũng có nói với yeah. Nếu mà những cái thuốc nào mà không có nằm trong hệ thống của bảo hiểm yeah. Cứ chạy mua ngoài. Ừ, đúng rồi, nào mà cần thiết thì mình cứ hỗ trợ hết mình luôn cho. Thì cũng đi mua ở ngoài không á. Dạ. Cứu không à. Nó khóc dữ lắm ha. Trời ơi, nó khóc. Hồi nãy tụi em vô thì bé đầu về, đầu về với lại nghe nói ở đây ngột ngạt quá, cái nói gì đó. Nó nói giờ nó đau quá, nó sợ nó về không được. Đau ở đây nè. Nó thở hơi lương thôi mà. 8 giờ rồi đó mà nó kêu mẹ nó điện cho cô ba. Lợi mà nó đang khóc gì đó mà lợi tới là nó phải cười, nó mừng, nó gặp nó mừng lắm. Dạ. Nói cô ba đi bỏ con thôi. Nói khó đi qua ông nội. Thì cái này mẹ rồi mà còn rồi nữa. Kêu ông nội ba bên, cháu bên. Ừ. Ông nội nằm phải anh kia. 8 giờ tối còn chạy qua nó nữa đó. Bây giờ mình phải dặn bác sĩ coi mà thấy không ổn là cho về nha chị nha, đừng có để. Ừ. Do bé về có nhà, ở nhà. Ừ. Cố gắng lên, mọi người không ai bỏ em đâu, dạ. Em lắm. Chứ để bé trong này rồi lỡ có cái gì mất công. Nghe mà đau lòng quá vậy. Không biết nói sao. Mọi người thì ai cũng mong cho bé khỏe hết mà cái căn bệnh của bé nó ác quá. Ác quá. Giờ bé chống chọi cũng cố gắng dữ lắm, bác sĩ cũng cố gắng, mọi người cũng đang cố gắng cầu nguyện cho em đó nha. Cố gắng hết sức. Dạ. Chứ giờ biết sao giờ. Ừ. Ai cũng muốn sống hết chứ không ai mấy ngày này, nhưng mà số phận đến đó nó đã hết rồi, được yeah. Chấp nhận. Hồi nãy cha bé có điện cũng như là gửi lời lời cảm ơn em, cũng như là khi mà biết cũng có xem anh em chia sẻ đó, rồi nói là khi mà bé về đây thì khi mà bé mệt đó, thì cũng đưa bé về nhà, cũng không cho bé có nhà. Ba bé nhắn lại với chị Oanh với lại mẹ của bé gì đó về. Anh em cũng nói là để tiếp tục cập nhật cho mọi người biết á, khán giả quý ngoại Hoàng Quân cũng như là ba bé thì để sắp xếp đi về, cũng nói gì đó. Đó giờ thì ba bé lâu rồi không có về đúng không chị hả? Mấy tháng không về đó. Thôi chị cũng cố gắng nha chị. Cố gắng lên. Cố gắng. Ừ. Anh chút thì anh em đi vào để thăm cái mình đi về. Không vô được nữa đó. Dạ. Chịu không nổi đâu. Chị cũng cố gắng. Vô nó chị này cái đồi cô miết hồi nãy vô cũng đồi cô miết. Rồi miết à. Mẹ nó đụng nó không cho mà nó muốn cô ba nó không à. À muốn cô ba thôi. Cô ba không nổi đổng bỏ thôi. Rồi nhầm khi 8 giờ tối nó còn điện nữa, kêu mẹ nó điện cho cô ba qua phải qua. Dạ. Thuyền chút xíu anh em mình vô thăm cái nữa dành cho cô ba nhiều quá trời ở với cô ba mà. Cô ba cũng cũng như người mẹ rồi. Đúng rồi. Giờ bỏ hai đứa nhỏ ở nhà cũng như là mẹ ở nhà rồi phải đi vô lo vậy nè. Rồi có điện về nhà không chị? Hai đứa bé ở nhà sao? Có điện thì sáng bé nhỏ nhỏ đó nó đẩy em nó gần bà ngoại, còn ngoại đi không được, nó đẩy dưới giò bà ngoại nó nằm đó chơi đi, nó đi mua đồ ăn về mở cửa vô cho em ăn. Trời ơi, nguy hiểm quá, bỏ hai bé nhỏ xíu ở nhà vậy mà chị. Bỏ hai đứa để đi lo cho bé Huy thật sự không biết nói gì luôn. Hai gì nấu cơm nấu nước đi. Rồi gửi tiền ta đi chị. Người ta tới giờ ruộng, người ta không có nhận. Cũng như đi ruộng, chừng nào người ta về, ta mới lại thăm thôi. Ngập nhiều cái cánh. Cái giờ bỏ đi gì cũng nguy hiểm lắm. Dạ. Bởi vì khó ghê luôn. Bây giờ cũng như giờ anh em mình vô thăm em Quyên cái đi. Ừ, rồi về. Anh em vô thì anh nào cũng vô được nữa đó. Vô thấy người ta khóc thì mấy anh em vô lần lượt từ từ á. Hai đứa đi, giờ vô. Nãy em với anh Bagina vô rồi. Một lần nữa thì cũng cho anh em ở đây cũng như là gia đình, thay mặt gia đình của em Huy rồi gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân ha. Đặc biệt là Mạnh Thường Quân đã trong cái thời gian vừa qua đã đồng hành cùng tụi em cũng như là hỗ trợ cho gia đình, cho bé Huy có cái điều kiện là đến bệnh viện để điều trị cũng như là theo cái ước nguyện của bé cả nhà. Xin chúc quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả có thật là nhiều sức khỏe cũng như là thật bình an trong cuộc sống. Vậy thì bây giờ chắc cho phép em tạm khép video này ở đây cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Em sẽ tiếp tục cập nhật về cái tình hình sức khỏe của em Huy cũng như là người ông bà của bé Huy gửi đến quý khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Em cũng xin thông báo với lại
khán giả với lại các mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như bạn các bạn đang xem kênh của Barina, thì hôm nay là vào lúc 5:10 thì Vinh vừa nhận được cái cuộc điện thoại của chị Oanh, là cô ba của Huy, là báo là bà nội của Huy đã làm mệt và đưa lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, thì Vinh cũng tức tốc đến đây để mà hỗ trợ với lại chị Oanh. Thì mong rằng cả nhà các mạnh thường quân cũng như là trong và ngoài nước thì hãy chung tay để mà ban phước lành để cho gia đình của ông bà nội của Huy với lại Huy sớm vượt qua cái bệnh tật để mà mạnh khỏe trở về với gia đình.